Ngày 13 tháng 12, mặc dù trời khô ráo có nắng từ sáng sớm, nhưng nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc đột ngột giảm sâu, rét buốt về đêm và sáng. Theo các chuyên gia khí tượng, từ nay đến cuối tuần ở miền Bắc sẽ xuất hiện đợt nắng hanh ban ngày và sương muối về đêm. Dự báo từ sáng ngày 17 tháng 12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra rét đậm rét hại trên diện rộng và kéo dài, trong đó nhiệt độ tại Bắc Trung Bộ có thể xuống còn 8 đến 11 độ C, vùng núi Trung du Bắc Bộ sẽ xuống từ 3 đến 5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C, nhiều nơi sẽ xảy ra băng giá sương muối. Để chủ động ứng phó với rét hại và băng giá, ngày 13 tháng 12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đã có công điện yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kính củng cố chuồng trại che chắn giữ ấm chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm che phủ giữ ẩm khi sản xuất lúa rau màu yêu cầu các địa phương chủ động thông báo hướng dẫn khách vãng lai like, khách du lịch tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá trơn trượt để đảm bảo an toàn giao thông